Nhưng mà hồi lúc đầu á, hồi lúc đầu thì nhưng mà quay ra thấy thì ok. Thì vô cái này cái này ok. Em đang có những đầu thoải mái đi không sao lại. Thì cô thủy cực hèo lấy lại thôi mà mẹ. Ta con nghiêng đầu anh kia. Đó. Nhẹ hết sức có thể. Bây giờ về ở nhà có sốt thuốc không? Có. Em mới bỏ một mũ cương nhiều quá, chị lấy thuốc rửa vết thương á chị sức. Bữa nào mà nó khô vậy thì lấy thuốc sức mụn sức. Nó khô nó đẩy mấy cái mụn nhân mụn mình lên. Khô nó đẩy mụn lên này chị. Dễ lấy không? Cô thủy đi mụn cho bo là cực nhất luôn. Lấy cái cục này ra nó mới lành, không thôi là cái dạng đấy à. Đáng ngang nha. Nằm ở trong nội nha.
không? Con phải lấy cục này. Nằm yên con, nằm yên. Cái lần nó không có được dễ chịu cái mặt đâu. Rồi thôi con ráng tí nha. Có cục này thôi. Thế thường quá à. Đáng là nhẹ. Cố lên. Cố lên nha con. Cố lên nha. Chứ còn để trong này nó cũng nhức đó con. Ráng con phải lấy ha. Ráng tí. Máu độc của mày. Cố lên. Cho thêm mấy ống nhựa. Bọn nhỏ quá à. Đây một. Rồi ra cùi rồi con. Nằm nghiêng đó con. Nằm nghiêng dễ hơn không thầy? Dạ, đợi xíu để con để mẹ nghiên cứu. Nén con. Cô Thị với chú An cực chiến bò quá trời. Bò vậy là giỏi lắm luôn rồi đó.
chứ em biết cái này là nó cũng không có dễ chịu đâu. Thôi ráng rồi con ha. Biết sao không? Mấy cái này nè, không có lấy cái bài bữa nó sưng lên thành cái viêm. Cái nhân nó bự lắm chứ thầy. Cái này mình mà lấy không ra hết, nó cũng chồi lên sẹp xuống hoài. Có còn nghĩ dễ lao tí không? Cục mũ máu luôn. Nhân nè. Nhân trong cái cục cùi á, trong cái cục mũ á. Tôi có lấy được cái cục nhân bự rồi con. Không ra được, cái đầu của nó làm hoài luôn. Đi cũng giật, con dao của chúng. Nghĩ tí không? Hay làm tiếp. Đáng nha. Bò giỏi quá. Nhá đi con, gần xong đây này. Đó. Được nhanh quá trời. Nhưng mụn ra được hết là
mấy cục bên tay nữa xong ha, xong bên. Chịu khó xíu con nha. Đừng giải nha con. Đó, đó rồi, đó rồi, đó rồi. Dạ quá. Ồ, với máu bầm với mũ. Con cục nữa, con cục nữa. Để về con ăn gửi riết rồi cho mẹ chụp. Đừng giải đi. Rồi, xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Rồi, rồi, rồi. Đừng bên rồi con. Ok. Nghỉ tí ha.